Sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết nạp mới 4.715 đảng viên, tổng số đảng viên toàn tỉnh là 63.253, chiếm 3,95% dân số. Công tác phát triển đảng trong sinh viên học sinh có chuyển biến tích cực. Trong 15 chỉ tiêu về kinh tế xã hội, có 1 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới hoàn thành vượt chỉ tiêu, 9 chỉ tiêu bảo đảm tiến độ thực hiện, đến nửa nhiệm kỳ đạt hơn 50% chỉ tiêu. Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP 3 năm đầu nhiệm kỳ ước đạt 5,12%. Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí nhấn mạnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại, vấn đề cần quan tâm lớn nhất đó là phát triển kinh tế xã hội. Đối với 5 trên 18 chỉ tiêu chưa đạt, toàn Đảng bộ tỉnh cần cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu ở mức cao nhất. Tỉnh cần tiếp tục nỗ lực hơn trong công tác giảm tỷ lệ hộ nghèo, chăm lo thiết thực cho đời sống của người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Trong công tác xây dựng Đảng, Đồng Tháp tích cực chuẩn bị đội ngũ cán bộ vừa kiện toàn vừa chuyên nghiệp cho nhiệm kỳ sau. Cũng trong buổi sáng, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, thắp hương mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh, tặng quà cho 30 gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Phước, sinh năm 1925, ngụ ấp Hòa Khánh, xã Hòa An. Thăm và tặng quà thương binh Nguyễn Đắc Hiền, sinh năm 1938, ngụ khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, 55 năm chiến tích làng K130, huyện Cam Lộc và 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, tối nay, Báo Nhân dân, tỉnh Hà Tĩnh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm. Dự chương trình có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham dự chương trình Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm, thành kính tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành kính tri ân những đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, các anh hùng thanh niên xung phong, cán bộ lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang và các lực lượng đã chiến đấu anh dũng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm là thông điệp đòi hỏi mỗi người của thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm nối mạch nguồn của dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, tiếp tục viết nên những kỳ tích trong giai đoạn mới. Tại chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã trân trọng tặng hoa và cảm ơn sự đồng hành cùng chương trình của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã đóng góp bằng tiền và hiện vật để góp phần khuyến học, chăm sóc thế hệ tương lai của đất nước và đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công tại tỉnh Hà Tĩnh. Chương trình nghệ thuật Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm gồm 3 chương. Chương 1 tái hiện chiến tích của làng K130 với bản hùng ca xe chưa qua nhà không tiếc. Chương 2 là những câu chuyện về một thời chiến đấu anh hùng, về sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc. Chương 3 là hình ảnh Hà Tĩnh bước đến thời kỳ đổi mới, với các tầng lớp nhân dân hăng say lao động, tăng gia sản xuất, chung tay xây dựng và phát triển quê hương. Thưa quý vị, sáng nay, Báo Tuổi Trẻ và Bộ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2023 nhằm giúp cho các thí sinh tiếp cận được những thông tin mới nhất, chính xác nhất và thiết thực nhất cho giai đoạn quan trọng này. Tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển Đại học Cao đẳng năm 2023, rất nhiều thí sinh và phụ huynh băn khoăn, rất khó quyết định khi mỗi ngành học lại có đến hàng chục trường cùng đào tạo. Nếu chọn xét tuyển trường top đầu thì cơ hội trúng tuyển thấp, nhưng chọn trường đầu vào thấp lại lo lắng về chất lượng đào tạo cũng như uy tín của tấm bằng sau khi ra trường. Mở ngành không phải là cứ thích mở là mở. Bộ hiện nay đấy là đã có những cái văn bản pháp lý quy định rất cụ thể về cái đó.
về mở ngành, về xây dựng chương trình đào tạo, đặc biệt là thông tư 17 là về chuẩn chương trình đào tạo, là phải đạt được những cái gì như thế nào. Đấy. Thế nên là với cái sự kiểm soát như vậy và với những cái văn bản pháp lý quy định như thế thì chúng ta cũng yên tâm rằng là các ngành mà các trường được mở ra đều đảm bảo cái độ tin cậy. Trên thực tế, nếu như các trường top thường có lịch sử phát triển lâu đời, độ uy tín được khẳng định trong thời gian dài, tỷ lệ chọn đương nhiên sẽ cao, thì những trường đại học mới hơn lại không được nhiều người biết đến, vì vậy tỷ lệ chọi cũng thấp. Tuy nhiên, những ngành mới mở thì thường sẽ có ưu thế được đầu tư nhiều hơn về đội ngũ, cơ sở vật chất, học bổng cho học sinh và đặc biệt chương trình đào tạo hiện đại, tăng cường kỹ năng thực hành để thu hút thí sinh và khẳng định năng lực với xã hội. Chúng tôi thì cũng gặp phải một sự cạnh tranh rất là khốc liệt với các cái trường đại học lớn về các cái ngành học hot này. Thế thì hiện nay chúng tôi thì cũng có những cái cách thức đào tạo riêng. Theo đó thì ngoài các cái kiến thức lý thuyết nền tảng cơ bản về kinh tế, quản trị, kiến thức chuyên ngành thì học viện cũng hướng tới một việc đào tạo năng lực cho người học thông qua các cái chương trình về thực tế, thông qua các câu lạc bộ, thông qua các hoạt động trải nghiệm và quá trình mời chuyên gia. Và đặc biệt hơn nữa là ở viện thì có một đội ngũ chuyên gia từ Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng tham gia trong quá trình đào tạo sinh viên. Và qua đó thì sinh viên sẽ có được các cái kiến thức thực tiễn và sẵn sàng có thể tham gia được thế giới việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Như vậy các em hoàn toàn có thể yên tâm, không phải trường thường có điểm xét tuyển thấp thì chất lượng đầu vào cũng thấp. Đặc biệt dù không học trường top đầu nhưng nếu sinh viên nỗ lực biết tự học, có phương pháp học tập hiệu quả để thích ứng với thị trường lao động và sự phát triển của khoa học công nghệ thì các em sẽ không cần phải quá lo lắng về tấm bằng cũng như về việc làm sau khi ra trường. Trên địa bàn xã Gia Lai, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 21 tháng 7, các cháu theo cha mẹ chăn bò tại dãy tại xã Gia Lứ. Trong lúc gia đình không để ý, các cháu xuống hồ câu cá tắm và không may bị đuối nước. Gia đình đã đưa thi thể 3 cháu về nhà an táng theo phong tục của địa phương. Ngay sau vụ việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với các gia đình nạn nhân trong vụ đuối nước trên. Hôm nay, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Giang phối hợp với Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu Giọt Hồng Biên Cương. Hơn 2.000 người tham gia đăng ký hiến máu và 555 đơn vị máu là kết quả ban tổ chức nhận được. Lượng máu này sẽ được bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để phục vụ kịp thời nguồn máu cho các hoạt động điều trị cấp cứu người bệnh. Ngày hội Hiến máu Giọt Hồng Biên Cương là hoạt động hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt. Đây là hoạt động đầy tính nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa quan trọng trong việc cứu người, là giải pháp để các bệnh viện đảm bảo nhu cầu về máu, giúp cứu sống nhiều bệnh nhân, là nơi để mọi người chung tay vì sức khỏe của cộng đồng.